Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 niên Nhâm Dần, cũng nhằm cái ngày lễ kỷ niệm 96 năm của ông Nguyễn Nhãn Thới, là một vị tín đồ đệ tử của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như là Phật thầy Tây An. Ông đã quy y trực tiếp với cậu Hai Nhu, và cậu Hai Nhu tức là một đệ đệ tử của Đức Phật thầy Tây An và đệ đệ tử sau cùng. Đây là hôm nay tất cả đồng đạo các nơi đều tề tụ trở về đây để hưởng ứng cái ngày đại lễ, một cái ngày kỷ niệm của ông Bà Thới. Vậy thì Thành Hậu mời toàn thể quý vị cùng với Thành Hậu sẽ đi vào bên trong để xem qua tất cả những cái nơi thờ cúng, rồi và đồng đạo đãi cơm như thế nào để phục vụ cho cô bác bà con ở xa trở về đây để kính viếng ha. Rồi mời quý vị mình cùng với Thành Hậu đi vào bên trong nha quý vị. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ hôm nay là ngày sáng ngày mùng 7 tháng 4, còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày đại lễ của ông Ba Nguyễn Nhân Thới, kỷ niệm 96 năm của ông. Và đây là ngoài cổng, giờ chuẩn bị vào bên trong nha quý vị. Đây thì dài vô thì người ta bán đồ rất là nhiều, và đồng đạo đến cũng rất là đông. Thì tất cả những cái người buôn bán cũng đổ xô về rất là nhiều. Đây thì hàng năm tất cả những cái cô bác bà con các nơi đều tề tụ trở về đây. Đây trong buổi sáng là sẵn chuẩn bị sẵn sàng hết đó quý vị. Hai bên bán đồ rất là nhiều, các loại mặt hàng cũng như là quần áo, rồi dép thì một đôi chỉ có 35.000 thôi, 10.000 có luôn, 100.000 có luôn, rất là nhiều. Đây là nơi khu vực của huyện Chợ Mới ở bên Thuận Giang. Đây thì bắt đồ rất là nhiều, những gian hàng rất là đẹp nha quý vị, đủ loại các mặt hàng. Đây là quần sọt, và bên đây là những cái quà lưu niệm, và đây là những cái gian hàng quà lưu niệm. Đây thì rất là sớm quá nên người ta chưa có mở cửa, cái như là chiều nay mới khách nó trở về mới đông. Đây nè quý vị, đây tới gian hàng dép nha. Dép rất là nhiều. Rồi, đây là vải. Cái gì đây không biết, còn căng lại chưa không biết cái gì đây, con món 4.000 cái gì. Đồ đạc, quần áo, cặp bị. Đây giải. Đoạn đường trên 300 m, bán đồ hết, dài theo mấy đường không có gì. Rồi, giờ đêm nay thì trở về, đêm nay là đêm mùng 7. Dạ, sáng hiện nay là sáng mùng 7 và đêm mùng 7, tất cả về rất là đông. Rồi đây nhắc này ta chưa mở cửa luôn, còn rất là nhiều gian hàng, kể như là điều hết rồi nón. Và đoạn đường trên 300 m, chiều vô nhưng mà vẫn bán đồ, không có thiếu món gì hết. Bà con mình vừa đi lễ, mua những cái món quà để làm lưu niệm lại cho con cháu, để
đây gian hàng đồ chơi. Rồi đây là dép, dép đủ loại nam nữ đều có hết, rất đẹp. Rồi, khô cá luôn, tất cả vải, những mặt vải cũng rất là nhiều, phút 10.000. Đây là nơi thứ bảy, đây là cho nước suối phát miễn phí hay vậy đây. Đây cái gian hàng là quá quá đông. Rồi đây là bán cháo rồi luôn quý vị. Rồi đây là cháo từ thiện và bà đông không quý vị. Dạ. Dạ phải. Dạ. 300 mét chiều dài, trên 300 mét là khít hết. Quý vị mình đó là biết được số lượng khách nó như thế nào rồi quý vị. Rất là đông, chiều nay sẽ trở về. Đây là những cái gian hàng lưu niệm, đây bánh kẹo. Rồi. Giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào bên trong. Dạ, bước vào bên trong. Dạ, bên trong quý vị. Ở đây thì trước cửa giờ này là đông đảo, cũng đến cũng rất là đông rồi quý vị. Những phái đoàn ở xa thì bữa nay là đến, còn những phái đoàn cũng gần gần thì cũng liên tục cũng đến để cúng cái ngày kỷ niệm của ông ba quý vị. Hai cái trăm rưỡi quần ca kỳ quần tây âu giá sĩ ngựa xài cô bác ơi, quần sọc quần tây nam đủ xây đồng giá hai cái trăm rưỡi. Dạ chào cô. Hai cái trăm rưỡi. Dạ phái đoàn cô ở đâu? Quần tây âu giá sĩ ngựa xài cô bác ơi, quần sọc quần tây nam đủ xây đồng giá hai cái trăm rưỡi. Hai cái trăm rưỡi quần ca kỳ ở dạ. Đây là vô cái bên trong, đặc biệt là tất cả những cái chạy cơm. Dạ, đây là những cái chạy cơm quý vị. Dạ, đây có một anh đang đãi nước đá. Rồi. Rồi. Dạ đây Sư Huynh ở đâu gần đây đãi nước đá Sư Huynh? Ở gần đây nè. Vậy hả? Đãi này là đãi cho không hả? Dạ. Ở đây là đây là chú sĩ đây nè. Chú sĩ đây đó hả? Ờ đãi miễn phí chứ không phải là cho không. Ờ miễn phí. Rồi mỗi một năm vậy là khoảng bao nhiêu chai nước suối này? 12.000. Nhiêu? 12.000. Rồi tài trợ sao? Ai tài trợ này? Mấy đồng đạo. Anh em Hùng lại. Vậy đó hả? Trời quý quá à. Tức là mỗi người Hùng lại người mới rồi mua nước suối đẩy xong cho bà con miễn phí. Rồi thay lời bà con xin chân thành cảm ơn hai anh em nha. Rồi chúc hai anh em khỏe, sức khiếu nó ra xin chai ha. Rồi xin chân thành cảm ơn. Này đó hả, nào nguyên cái nước suối này đó hả? Dạ bên đây đẩy sâm, bên đó mới đẩy sâm. Sâm có rồi mình có anh Minh. À Minh ở dưới sáu mẹo rồi đó phải không? Ờ vậy hả? Mẹo nãy giờ lãng giảng đi. Vậy hả? Rồi. Đi đâu rồi? Rồi. Dạ.
đây thì đến rất là đông. Đây là cũng là từ thiện luôn. Cái này đãi gì cô? Vậy hả? Dạ. Vậy hả? Giấc này có chưa? Vậy hả? Dạ dạ, đây là đậu sữa đậu nành đó quý vị. Rồi mời quý vị mình đó là ngoài trước cửa thôi, còn bây giờ vô bên trong. Bên trong thì đồng đạo đến rất là đông. Dạ, kỷ niệm 96 năm. À, đây là tất cả đồng đạo đến để cúng. Rồi thằng Hậu sẽ quay qua những cái bức tranh của ông bà. Và đây là cái bối cảnh trong cái nơi khu vực ông Thành Hậu. Dạ. Đây. Dạ có đi rồi. Dạ phải. Dạ chào mấy cô. Dạ rồi chào mấy cô. Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Dạ đây thì vô bên trong đến nơi chánh điện Tam Bảo. Đây là đồng đạo các nơi đến dự cái lễ của ông. Đây là bên trong đó quý vị. Đây thờ cúng cắm hoa đồ rất là đẹp. Giờ lối trang trí và đồng phục rất là đẹp. Đây là cô bác bà con đến để cầu cúng. Mời quý vị vào bên trong hơn nữa nha quý vị. Chỉ có mùng 7 thôi mà về rất là đông. Cái này là cái kỷ vật gì? Cái này là cái khúc gỗ, cái kỷ niệm của ông bà thôi, còn sót lại có nhiều đó. Tức là cái khúc gỗ là cái kỷ niệm của ông bà. Còn bên đó nó là ông bà mấy mấy cái điêu khắc của ông bà đó. Cái tác phẩm điêu khắc. Ông bà ngày xưa ông làm thợ mộc hay gì đó nghe phải không chú? Cái đó là thợ mộc thì tôi không rành không. Nhưng mà cái đó là cái kỷ niệm của ông bà. Dạ dạ dạ. Còn là còn sót lại. Dạ. Đây là cái bàn thờ chính của ông bà. Dạ, mời quý vị mình qua bên kia để sẽ quay cận cảnh hơn. Dạ, đây là cái bàn thờ chính của ông bà. Dạ, đây là bàn thờ chính của ông bà. Dạ, ở trên có để là kim cổ kỳ quan.
quý vị mình xem qua đây cái kỷ vật của ông ba ngày xưa. Dạ. Đây là cái tác phẩm còn trong lòng kiến của quý vị. Chú ông bà cái đó ông cái đó cái gì vậy chú, cái biểu tượng gì vậy chú? Cái đó là một cặp chim. Cặp chim hả? Ờ, cặp chim. Dạ. Cặp chim. Dạ, đó là cái kỷ vật của ông bà ngày xưa. Một cặp chim đứng ở trên một cái cây á. Vậy hả? Ờ. Dạ, một cặp chim đứng trên cây. Ờ. Dạ, đây là cái kỷ vật của ông bà Thới. Còn ở lại. Dạ, rất là người, ít người biết tới đó quý vị. Trong giáo lý Đức Thầy nói là lời ta khuyên đó như cành ghẹo chim. Mà con chim này thì đậu trên cây, ý nói rằng là để sau đến việc tả tơi, Đức Thầy có nói đó. Đó rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành, ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Thời đây là cái những bức ảnh của ông ba ngày xưa. Thời niên thiếu, ông ba hiếu học, giỏi việc nhà, học vấn siêng năng, phải giải thi thổ cùng với nho văn, được thầy mến bạn bè kính trọng. Tuổi trưởng thành ông ba lập thất, sanh con ngoan, lại được vợ hiền, đạo ngũ hằng một lần cần chuyên, đủ nhân cách khiến người kính trọng. Đây là hình thứ ba. Đã từ lâu nghe danh ngưỡng mộ ông Hai Nhu tỏ ngộ đạo màu, ông ba liền từ giả gia đình đến chùa láng quy y thọ giáo. Đây là sau khi bức tranh thứ ba là ông ba Thới sau khi đã biết được ông Hai Nhu, nghĩa là con của Đức Tú Quảng, là người đã đắc đạo, cho nên ông liền khăn gói trở về tìm ông Hai, tìm con Hai Nhu để quy y tu hành. Và đây là tới quý vị, một năm nương sống gần thầy, cùng sao cùng gia quyến đến đây tu hành, sống đời đạo đức cao thanh, cùng thầy dung quén đạo lành. Sống xa, đạo lành rộng xa. Và đây là hình của ông ba và cậu hai. Và đây là một cái bức tranh thứ ba, thứ năm. Ba năm không bước ra ngoài, tham thiền nhập định, thu tài viết văn, ra tài viết văn, ông ba tỏ ngộ đạo hằng, viết ba tác phẩm tràn văn đạo đời. Và đây là ông ba viết những cái đây là ông ba nè quý vị. Ba năm sau khi quy y với ông cậu hai xong rồi thì ông ba nhập thất luôn 3 năm để tu hành và tỏ ngộ. Đây là ông khỏi phòng đến gặp ông hai, tức là đây là sau khi 3 năm đó quý vị, 3 năm tu hành thì đắc đạo rồi, bây giờ ông đem chầu cao đến giống như là xin lỗi với thầy. Ông ba khỏi phòng đến gặp ông hai, ba sắm một hộp, ông ba sắm một hộp hai gặp thầy, tội rằng vắng đã 3 năm không tròn bổn phận chiếu chăng hầu thầy. Tại vì cái ngày xưa người ta rất là tôn trọng thầy lắm quý vị. Và đây là hình ảnh của ông hai. Ông Hai Nhu đứng rồi ông ba Thới là tham quỳ. Và đây là ông ba để tập luyện tất cả những cái nghĩa sĩ
để chống Pháp thời kỳ đó, cùng về sự nghiệp kế thừa thầy trò quyết chí sớm trưa tu hành, kế là đất nước chiến tranh âm thầm luyện võ để giành tự do. Đây là ông Sáu Phẩm, cái hình sau khi ông này đã thông báo với Pháp để đem những cái người quân đến để bắt gia quyến cùng là những cái người dân ở nơi khu vực ở chùa Láng Linh đó. Tại vì ở đây là có một cái các ông mới gom lại để bàn về cái việc để làm sao chống lại những cái người Pháp. Thế mà đây là ông Sáu Phẩm đi tâu rỗi với Pháp, cho nên đem quân để tóm gọn hết. Cháu ông hai tên là Sáu Phẩm, kẻ phản đồ ám hại ông hai, hắn lén đi báo Pháp biết rày bửu hương tự nay mai khởi nghĩa. Và đây là cái hình của ông Sáu Phẩm đây. Dạ rồi, thì đây là đang bị bắt hết đó quý vị, bị bắt hết luôn. Ngày hôm ấy trời đen mây cũ, chùa bửu hương gặp lắm bão giông, Pháp đưa vào lực lượng quá đông, áp vào bắt không phương tổn thoát. Và đây bắt hết những cái người ở đây để đứng lên để chống Pháp thời kỳ đó. Và đây ông ba mất đi những ông còn, để lại cho đời một quyển Cương Thổ Kỳ Quan vang danh hậu thế. Đây là bức tranh tiếp theo. Dạ chào cô. Dạ. Cho rằng kẻ quốc và thông thái, lúc lâm chung không mãi ốm đau. Dạ, bức tranh tiếp theo thì sau khi bị quân Pháp. Dạ chào cô. À, sau khi tất cả mọi người bị bắt hết, ông ba mới rất là buồn. Buồn vì một người con cháu mà lại đi phản như vậy. Cho nên may mắn thay ông ba thoát nạn. Còn thầy thì chẳng biết ra sao, càng nghĩ nhiều một thắt ruột thắt quặn đau. Hậu Sáu Phẩm tức ơi là tức, hận Sáu Phẩm đó quý vị. Và ông rất là buồn. Kế theo thì ông lấy dao để tự cắt cổ mình. Thương ông ba ngàn im buồn bực, nỗi nhớ thầy thân xác heo giòn. Ông lén về gặp lại vợ con, ra sau hậu cùng giao tự sát. Và ông lấy dao cắt cổ luôn. Sau khi trở đến nơi gọi là bệnh viện Châu Đốc, thì những cái người Tây nó đem ông vô, nhưng mà cuối cùng ông tháo ra hết. Thế mà nó tưởng ông chết, nó đem nó bỏ ra ngoài. Và nó đem nó bỏ ra ngoài, nhưng mà cuối cùng ông sống lại được thêm mười mấy năm nữa rồi quý vị. Và đây cái bối cảnh thấy sự việc ba, bà ba liền hốt hoảng, đợi tối trời đưa ông đến nhà thương, bác chỉ lẹ làng băng bó vết thương. Ông dứt bỏ chẳng dùng đồ của Pháp. Thì nó tưởng rằng ông chết, nó đem vô nhà xác nó để. Vết thương nặng bác sĩ không trị được, điều nhân viên đưa đến nhà hoàng là nhà xác đó. Quyền chịu thay sức khỏe dẫn bình an, chờ đêm đến đưa ông về chăm sóc.
chết rồi cắt cổ xong vậy mà ông vẫn còn sống bình thường. Giờ ông ăn cơm đó, nó vẫn còn đổ cơm ra ngoài luôn đó quý vị. Giờ ăn cơm nó vẫn còn đổ cơm ra ngoài. Giờ đây tám ngày đêm dòm ngó nên ông ba khó ở nơi đây, quyết đi di cư rời thạnh Mỹ Tây, nơi lộ lỡ kiếm an cư ngụ. Đây là ông ba trở về nơi này, đây ông ba trở về sống nơi tại nơi khu vực ở tại kiếm an này, sống nơi đây đạo đồng giúp đỡ. Chúc nỗi lòng trăn trở trong tâm, mượn bút nghiêng bát nhã nảy mầm nên kim cổ kỳ quan viết tiếp. Và đây ông viết thêm kim cổ kỳ quan nữa. Và đây là ông đã viên tịch ra quý vị, trong lúc mang vẻ rất là thông thái, lúc tâm lâm chung không mãi ốm đau. Đến tháng tư mùng chín năm này năm nào họ 61 tính dần ông tịch. Sau đó thì đồng đạo của vị ông rất là nhiều, và phía trước là có một ngôi mộ của ông. Ở đây là một cái kim cổ kỳ quan. Rồi thưa toàn thể quý vị, ở đây là trong cái của ông ba đã tóm tắt, mời quý vị cùng với chúng tôi sẽ vào bên trong để quay qua tất cả những cái cô bác anh chị em có một cái tinh thần rất là khả quan, rất là lớn để đến vừa tiếp đãi và đem tịnh tài đến để hỗ trợ cho tất cả những quý vị gần xa. Đây là những chiếc xe chở những cái rau củ quả đến. Đây thì quay lại những cái nơi đãi cơm của tinh thần của người Phật giáo Hòa Hảo và bên đồng đạo các nơi xa gần đều đến đây để đãi những cái cơm miễn phí cho cô bác bà con trở về đây để có dùng cho đỡ đói ha. Đây là khu viên rất là rộng nhưng mà đồng đạo thì rất là đông. Mỗi năm thì nghe nói đến hàng chục ngàn người đổ xô về đây để đây là những cái nơi đãi những ổ bánh mì. Đây là cái khu vực ở trong nhà bếp. Đây là khu vực trong nhà bếp. Làm trống hả? Đây là tất cả những cái đồng đạo. Dạ chào chú. Đây thì nấu rồi gọt sắt để đãi cho cô bác bà con trong những cái ngày lễ này. Đây là cái khâu nóng của quý vị quá quý vị ơi. Chỉ có hôm nay thôi là hầu như đồng đạo xin báo cáo là năm nay là lớn hơn các năm. Lớn hơn các cái năm. Tại vì lúc ban đầu đến giờ thì cái mùa dịch, sau khi hết dịch rồi được nhà nước cho chúng ta làm lại, làm lễ lại. Nhưng mà đặc biệt hơn là làm những cái ngày lễ này là lễ này và lễ 18 tháng 5 là rất là đông, rất là đông. Đây thì tất cả những rau củ quả chuẩn bị cho 3 ngày, bữa nay, ngày mai và ngày mốt, tức là mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 9 là chánh lễ. Cái khâu lặt rau của mấy bà quý cô trở về đây
Đây là với cô với bà đang lặt những cái rau để đãi cho cô bác các nơi về để dùng. Tất cả những cái đồng đạo đều trở về để làm cái nhiệm vụ tinh thần thương yêu lẫn nhau như con một cha để đãi cho tất cả những cái nước xâm dân dân hội thứ. Đây thì đây là đãi sữa đậu nành. Đây là đãi sữa đậu nành nha quý vị. Đây là đãi miễn phí luôn, sữa đậu nành miễn phí. Đây là sữa đậu nành đãi miễn phí luôn. Tiếp theo bên đây thì cũng tất cả những cái đãi cho bà con trở về đông đến mức độ là không thể nào tưởng tượng được đâu quý vị. Năm nay đông hơn tất cả những năm. Và đây là đãi sâm. Đây là đãi sâm luôn. Đây là toàn bộ. Chào cô. Có sao mẹo lên rồi. Ở ngoài trước á, đãi nước trước á. Đãi Minh. Đây là cơm. Đây là đãi cơm, đãi nước. Rồi. Sư phụ. Chào cô ba. Đây. Đây là đãi nước khách quý vị. Đây quá ngon. Cam rồi nước sâm. Hột é. Quá ngon rồi, quá ngon. Quá thứ ngon luôn. Cam luôn hả? Đây là đại cam. Thì đồng đạo về đây trong một cái bối cảnh rất là hoan hỷ. Nam mô Đà Phật, chào mấy cô. Con lên đây hồi nào? Lên hôm qua cô. Cô là cô Nguyệt. Ê, ngày qua cô có gói bánh nữa cho cô gặp con. Vậy hả? Không có, con lên chắc tối. Vậy hả? Dạ, mô Phật. Bữa nào có cô quay lên clip không? Dạ có. Vậy hả? Rồi. Cô là cô Nguyệt nè, nói chuyện con hoài nè. Rồi, con nhớ là cô Nguyệt. Dạ, mô Phật. Rồi cô ở đâu? Cô ở Củ Chi lận. Ồ, vậy hả? Dạ, dạ. Em biết ở đây trong này, em biết quận không? Dạ. Quận á, biết quận không? Con không biết quá. Con cúng đi chúng dạ. Ở con cháu mình kiếm nhau gặp nha. Dạ, rồi con đây con đi về bên kia rồi. Con hả? Đi qua bển rồi. Dạ. Rồi. Đi qua bên chùa hả? Không có, con đi qua bên nhà đồng đạo nè, nãy con đăng lên. Vậy hả? Rồi. Nãy giờ quay vậy hả? Dạ, nãy giờ quay đây, con quay qua đây cái coi. Đó, máy con đang quay ha. Dạ, đây là cô Nguyệt cũng là một trong những vị mạnh thường quân để hỗ trợ cho Thành Hậu để đi làm công tác thiện nguyện. Đây là cô Nguyệt ở Củ Chi. Ở Củ Chi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, cô đến đây đông không cô? Cô đi có một mình à, cô đi bữa trước cô lau lá. Dạ. Yeah. Cái qua bữa sau lại là ngày qua cô gói bánh. Dạ. Yeah. Rồi bữa nay cô đi nữa nè. Dạ. Yeah. Và để gặp Thành Hậu chút cái chuyện yeah. Đó là do yeah. Rồi vậy là cô đi chỉ có một mình thôi. Cô đi có một mình là tại vì cô mấy năm nay mình đi không được á. Dạ. Yeah. Cô thấy cô nhớ quê hương mình dữ lắm. Dạ. Yeah. Hôm nay nghe nói cúng được cái cô mừng quá mừng yeah. Đi cái anh ra cô vô hôm nay mùng 4 đây nè. Vậy đó hả? Dạ. Cô dạ. Vô cô lau lá, đừng cô gói bánh. Vậy đó hả? Dạ, dạ, dạ. Cô gói bánh vui rồi, lắm. Rồi, xin chân thành cảm ơn cô. Và kể như là có những cái đòn bánh chuyến này nghe nói là tới 35.000 dạ, đòn bánh. Dữ lắm luôn. Dạ, để gửi cho cô bác bà con đến đây để dùng.
để cho cúng. Rồi, dạ, chân thành cảm ơn cô ha, chúc cô luôn luôn bình an. Những mà anh em đồng đạo mình ở nơi hải ngoại rồi đó, đang nhìn thấy, đang đỡ nhớ quê nhà. Đang biết cái hương vị của lễ truyền thống của mình vậy đó. Dạ, thì sớm giờ con cũng đang quay một vòng những cái nơi cũng như là phát nước nè, rồi là cơm, cháo, rồi tất cả những cái thực phẩm. À, đều là miễn phí và đặc biệt hơn là năm nay về rất là đông, hơn mọi năm. Ông xã cô, ông lên clip ông thấy đó, ông thấy ông mừng quá. Ông nói thôi bà ở đây thì bữa mùng 9 tôi vô tôi cúng tôi rước bà về luôn. Dạ rồi. Rồi vậy thì rồi xin chào cô bác bà con ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Khỏe đang mà tiếp mãi mãi tiếp sức với mà những đồng đạo mà ở núi non rồi đó, cô cũng thấy đồng hồ thành động nhiều lắm. Dạ dạ. Rồi. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Dạ, chào cô.